Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Cháu xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ạ, hiện tại thì chúng cháu đang có mặt tại xã Niêm Tòng. Ngày hôm nay thì trên đường đi làm về là cháu Đào cũng có đi qua một nhà. Ở trong này là cũng không biết là nhà là đang có chuyện gì. Tuy nhiên thì là rất là đông. Đấy, theo như đi bên ngoài thì là cũng chưa biết được rằng là cỗ hoặc là đám ma. Nên là hôm nay thì cháu Đào cũng mời các bác cùng chúng cháu đi đến gần hơn để thăm qua gia đình, xem là gia đình là đang có chuyện gì. Ở đây cũng là bà con ở khu gần nhà cháu Đào ấy, bà con người dân tộc Mông ở gần nhà thôi, cũng được gọi là hàng xóm gần đấy. Hiện tại thì các bác theo dõi video nhiều thì chắc có lẽ là cũng biết rồi. Thời gian gần đây là chúng cháu cũng chuyển về trong xã của cháu Đào để làm việc, ăn ngủ nghỉ và làm việc tại nơi đây luôn. Đấy thì những hình ảnh mà cháu Đào truyền tải lên ấy là cũng là những hình ảnh mà ở quê hương cháu Đào. Đấy, một trong những hình ảnh của bà con trên vùng cao ấy truyền tải đến cho các ông bà, cô bác, anh chị ở dưới xuôi cùng xem và biết được cuộc sống của bà con ở trên này. Đấy, theo như em nghĩ chắc là nhà là có đám ma ấy chị nhỉ? Đúng. Đấy, không biết có phải không? Cũng khá là đông người. Vâng, tại vì là ở đây thì cũng có mấy cô là ngồi ở ngoài này rồi, để cháu Đào đến gần hơn và sẽ hỏi thăm qua các cô. À, cháu chào các cô nhá. Chào các cô. À, vậy này nó lúc trên đi của cháu ní hả? Ít tụi mi giàu bóng hả? À, thế là nhà là có người mất à? Ừ, tụi mi giàu chua lì. Đấy, cô đang bảo là ở bên này thì gia đình là có chuyện buồn. Đấy, có một em bé là được 9 tháng ấy, mất. Thế là từ hôm nào rồi à cô? Bóng tụi hắn tàu nông là? Bóng tàu nông này tàu nông. Hôm nay là ngày thứ hai à? Ui, thế là những... mọi khi cháu Đào chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là một trong những cái đám ma ở trên vùng cao ấy thì thường thường sẽ là người lớn tuổi, nhưng hôm nay là cái trường hợp đầu tiên cháu Đào đến và biết được là đây là đám ma của gọi là em bé 9 tháng tuổi ấy. Thì không biết là bé thế thì bà con người Mông mình là sẽ để ở nhà bao nhiêu ngày à cô? Dạ mẹ ni mà nè ủa hăn tàu nông thì lóc mẹ nè mẹ nè là ủa bé nông không bé nông. Ui, thế là cũng làm không khác gì người lớn đâu phải không à cô? Là lúc lúc là bé nông. Là cả úi già nành lầu bé thích lúa hay gì à? Úi già mà, úi già cho nành lầu á. Úi già lò? Ừ. Cô đang bảo là gia đình thì sẽ làm cho cháu ấy là 3 ngày xong rồi mới đưa ra đồng ấy. Thì hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Thế còn ngày mai nữa thì là sẽ đưa ra đồng. Thế như trẻ con như thế là có cái phong tục là đưa ra đồng phơi nắng ấy là bé thế là có đưa ra không à cô? Giờ này bé cho bóng mà dùa một giết sai. Giờ mẹ mẹ đi nếp một giết à? Là cho này là móc bổ là chỉ ăn đi chỉ giết là bổ nhau chế nhau chế. Tức là có nhiều Mông ấy thì là dân tộc Mông rồi, tuy nhiên thì bà con người Mông cũng bảo là cùng là một dân tộc Mông, tuy nhiên là sẽ có chia ra là nhiều chủng hoặc là nhiều mảng ấy, nên là dân tộc này và dòng họ này thì sẽ không phơi, với lại là trẻ con cũng còn em bé mất ấy, là cũng còn bé quá nên là sẽ không phơi. Thế là bé như thế là các thủ tục làm đám ma ấy là cũng giống như bình thường thôi phải không à các cô? Dạ này ủa mẹ mẹ này ca ủa dạ bé cho lò bông thôi dạ? Ủa dạ ta lò? Ủa dạ. Thế là từ hôm qua đến giờ là cũng có mổ bò hoặc là mổ lợn gì không cô? Lợn bùa tối nhiều lò tùa bùa? Tùa bùa. Tùa bùa lò? Tùa bùa. Hăn tàu tù? Bao à, nào chỉ tùa thì một lọ chỉ tùa. Ui, thế là cũng gọi là đám ma lớn đấy. Đấy, cô cũng bảo là gia đình thì không mổ bò, tuy nhiên thì từ hôm mất đến giờ ấy, thì cũng mổ đến 5 đến 6 con lợn to rồi. Thế là các cô là người ở đâu đến à? Nè nhá, từ lớn thì lớn. Thế nhá, thế nhá toàn. Nhá toàn đi lớn. À, Niêm Tòng á? Nhá Niêm Tòng. À, ở chợ Niêm Tòng á? Ở cháu cũng ở đấy mà, em ở đấy mà chị. U nhá tớ mà. Ở nhà nào? Ở nhà lúc chiến lời sắp về đi. Ở nhà lúc nào? Bé thì còn kế tối đi. À thế à? Vâng, thế các cô cùng cháu đi vào được không? Nên cầm u mù xua vào tao. Cầm tao vào. Phép cầm múa nhớ. Các chị là chưa ăn cơm đâu đúng không? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ôi, chị này chẳng là chị lành à đúng không? Đúng rồi. Ủa, dạng này nhìn khác ấy. chị đã lấy chồng ở dưới này thật nhỉ? Ở dưới chợ Niêm Tòng. Chợ Niêm Tòng. Em cũng vừa mới chuyển xuống ở dưới này ở. Vâng. Chắc là các cô này ở dãy bên trên. Các cô, chị này là nhà bên dưới nhà mình này, nhà ngay chợ này. Chị lành, người po qua lấy chồng ở dưới này. Thế bây giờ chị cùng em đi vào một tí nhá. Để chị em mình thử đi vào xem là đám ma của gọi là em bé người Mông ở trên vùng cao ấy thì là sẽ làm như thế nào. Đấy, thường thường thì là người của cháu Đào ấy thì thường thường là trẻ con như thế là sẽ để một đêm nhỉ chị nhỉ, đúng không? Một đêm hoặc là một ngày nhỉ, cũng tùy vào từng nhà, với lại là mỗi dân tộc ấy là sẽ có một cái phong tục khác nhau thôi. Đấy, cháu Đào cũng muốn truyền tải và
những hình ảnh này đến cho các bác xem và biết được thôi. Với lại dân tộc mình thì ít khi gặp trường hợp như này lắm. Vâng. Vì chắc cái này là ốm xong rồi không chịu mang đi viện hay như nào thì mới mất hay là bệnh gì ấy nhỉ? Cũng không biết được. Thế em bé là có ốm lâu không hả chị? Em bé này là ốm lâu không? Lâu rồi, chắc là đưa mười mấy ngày thôi. Có đưa ra viện không hả chị? Có chứ. À, cũng đưa ra viện đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà gọi là con người mình ấy thì cũng không ai nói trước được điều gì cả. Đấy, như hỏi qua thì các chị cũng bảo là gia đình là có đưa đi viện, tuy nhiên là ốm được hơn mười mấy ngày ấy là cũng mất rồi. Đây như là các cô là đến chia buồn cùng gia đình ấy, là cũng ngồi ngay ở mặt đường. Đấy, đây gọi là cái đám ma ở ngay đường quốc lộ. Đấy, xe đi lại rất là đông. Đấy, bây giờ là đang trong lễ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 ấy, là rất là nhiều khách du lịch đi qua đi lại. Ở đây là các cô. À, cháu chào các cô nhá. Uống những cái chén rượu ngô này. Đấy. Đây là các cô là có lẽ là ở rất là xa về, tại vì là nhìn mặt ấy rất là lạ, như kiểu là ở trong cùng một xã nhưng mà cháu Đào còn chưa gặp qua bao giờ. Với lại cách cái gì nhỉ? Quần áo cũng quần áo hơn. Đúng rồi, khác hơn một chút nhỉ. Cô là người đâu đấy hả cô? À, Đồng Văn á? À? À, thảo nào cháu nhìn cô lạ lạ. Đấy, nhìn như kiểu không phải người ở đây ấy. Đấy, quần áo cũng rất là khác. Rồi, ở đây là những cái chén rượu này. Cái này các cô uống bao nhiêu ly thì say ạ? 10 ly còn chưa say á? Ôi, thế là các cô uống rượu khỏe nhỉ? Đấy, cái này là gặp phải cháu Đào thì được 2 ly chắc là nằm ngửa ra đây luôn rồi. Vì cái này là cái chén vải to, uống vào thì gọi là gãy đôi đấy các bác. Đấy. Hôm nay là phải là được 3 ly bình thường mình uống nhỉ? 3 ly đúng không? 3 cái ly rượu bình thường ấy. Đấy, ngày hôm nay thì là ngày thứ 2 rồi, cũng thấy là khá là đông người. Đấy. Đấy, tuy nhiên là ngày mai nữa thì là mới xong. Đấy, có em bé này. Trong nhà hình như là bà con là tập trung là ăn uống ở khu vực bên ngoài, còn trong nhà thì là cũng không ngồi này các bác, tại vì là thời tiết cũng đang rất là nóng, với lại là mọi người là sẽ ưu tiên là ngồi ở ngoài hơn, kể cả là đám ma khô hay là đám ban bình thường ấy, thì là đều ngồi ở ngoài. Đây, em bé này. Xin cô chưa? Con xin cô. Có sách về. Em bé đáng yêu nhỉ, em mặt là hơi nhem nhuốc một tí. Xin cô chưa? Con xin cô. Em bé đi học không? Hả? Ngại, không biết nói gì nhỉ? Lúc chơi hâu là lúc chơi ni à nhỉ lo? À, lúc tỏ lo? À, lúc hâu lo? À, cái này là đang nấu cơm ở nhờ nhà hàng xóm. Còn ở nhà mà hôm nay có chuyện buồn thì là ở bên dưới này cơ các bác ạ. À, tức là không gian ở dưới kia hơi chật hẹp một chút đấy, nên là mọi người sẽ ăn nhờ trên nhà hàng xóm luôn. Đấy, hầu như là trên nấu nướng ấy thì là ở trên này hết. Vì cháu Đào thấy là ở trong nhà trong kia là có một là chỗ mèn mén. Ui nó trễ kho nhá. Đấy, cháu Đào đang xin phép vào ghi hình cũng như là vào quay qua một tí. Cái này là cái chỗ mèn mén này. Ô, có cháu ở lò. Ừ. Chú là xây rượu rồi. Bây giờ là nhà bên dưới là cũng, có cái khá là đông nhỉ. Đấy, giờ chị em mình đấy, chị em mình lại đi xuống dưới này nhỉ, tại vì là lúc nãy khi mà chị em chúng cháu đi qua từ đường dưới này đi lên ấy thì là cũng thấy rất là đông xe rồi. Tuy nhiên là cũng không nghe thấy tiếng trống, tiếng kèn như bình thường ấy, nên là cũng chưa biết được là như nào. Vào gần hơn thì mới biết là gia đình là có chuyện buồn ấy. Đấy, như đây là cái không gian bếp nấu nướng này. Đấy. Này là thịt lợn nhỉ, tại vì là nãy hỏi qua các cô ấy thì các cô cũng bảo là gia đình thì là mổ lợn thôi. Đấy, không mổ bò ấy. Đây là thịt là lợn, lòng lợn. Cái này làm một nồi hết hả anh? Thịt lợn phải không anh? Đây là nội tạng. Đó. Chung một nồi như thế, xong là
những cái mâm ở trong kia ăn xong ấy thì là sẽ có người là đơm thêm từ ngoài này vào. Ở đây là những vị khách đến sau ấy là sẽ ăn cơm tại cái khu vực này. Đấy. Đây là mèn mén này. Đấy, các bác là đang đến để xin kẹo. Uống cùng rượu à? Đấy, chú là đang đưa vào nhà để thăm con gia đình. Ui, đông nhỉ. Mò chơi mà. Mới buổi. Này thì cũng làm như bình thường thôi. Đây là càng nhiều anh em ấy thì những cái hoa này là sẽ càng nhiều. Như là đây thì em bé là gọi là gia đình đông anh em, cũng như là bố mẹ rất là thương ấy, nên là làm lễ là sẽ làm 3 ngày. Với lại là cái này là gọi là càng thương thì sẽ càng nhiều nhỉ chị nhỉ. Như cái đấy là gọi là quần áo nhiều em bé. Rồi, như em bé hay là nhiều hoa. Nhiều hoa, rất là nhiều. Dạ, con trai hay con gái à chú? Trai. À, con trai, trai à? Chú là người ở đâu đến chú? Em ra là Đông Văn. À, Đông Văn à? Các chú là ở bên trên Đông Văn xuống. Ở đây là mâm của các thầy nhỉ? Vâng, cháu chào chú ạ. Đây là các thầy này luôn luôn là sẽ ngồi ở dưới những cái trống và những cái khèn để uống rượu trong lúc nghỉ ngơi ấy. Đấy, trong nhà là để một cái bàn để uống nước thôi. Đấy, còn ở ngoài kia là mọi người sẽ ăn uống ở ngoài hết. Do là mùa hè ấy, nóng. Sao mạo không được chứ? Ở cả đầu tua này. Ừ, chị quay à? Chị quay còn em bây giờ là kiểu này đấy nhỉ? Em chào anh nhé. Anh đến đây à anh? Lâu rồi. Anh lấy vợ chưa? Lấy rồi. Lấy rồi à? Anh già nhỉ? Vâng. Bây giờ em làm việc gì rồi? Đây em đang làm việc đây. Làm việc này á? Vâng. Được hết. Đấy, được không? Thế là ai anh, chị dâu em. Chị dâu á? Vâng. Vợ của anh Đặng ấy. Ồ, anh Đảo lúc nãy vừa đi qua mà. Đúng không? Biết anh Đặng không? Biết mà. Học cùng mà nhỉ? À, đây là các anh chắc học cùng trường ấy. Bây giờ gặp lại thì là đang chào hỏi nhau một tí các bác nhá. Đó. Nào. Đấy. Anh là không uống rượu anh? À, đi bộ à? Em đi bộ. Em vừa đi làm về. Đấy. Anh em mình ra ngoài nói chuyện một tí nhá. Trong nhà là hơi tối một chút. Đấy anh ra đây, em chưa nhìn rõ mặt anh nữa đây. Ui, ra ngoài là rất là nắng ấy nên là hình ảnh là sẽ sáng hơn. Nhưng mà vẫn nhìn thấy anh đây. Ủa, lò thế lò chi đó? Ở đây là hàng xóm thì chắc chắn là đến rồi. Về rồi, về trước rồi. Vâng, anh có việc là về trước rồi. Như em bé này là bị làm sao hả anh? Bị ốm à? Lâu lắm rồi. Ốm kiểu gì? Không biết nữa. À, không biết à? Không biết đấy. Nhưng mà gia đình là cũng có đưa đi viện nhưng mà đưa rồi. Không qua khỏi đúng không? Không qua khỏi đấy. Tụi mà chứ nó mau phân nè nhá. Rồi là các bác các chú thì say hết rồi, tại vì lễ này là đã kéo dài 2 ngày rồi ấy. Mọi người đến là có thể là đến từ hôm đầu tiên rồi nên là say rồi, ít người tỉnh lắm đấy. À, cháu chào bác ạ. Dạ cháu là người ngay trong này ạ. Ngay trong chợ. Chợ Niêm Tòng. À, cháu người ở đây mà. Bác là người ở đâu đến à? Xa lắm. Ở xa lắm à? À Đồng Văn. À, Đồng Văn thì cũng là Hà Giang mà bác. Đấy. Vâng, cháu thì ở ngay trong này, cũng là hàng xóm ở trong khu này thôi. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng. Đấy cho các bác uống rượu ấy. Đấy. Còn cháu ở lò. Chú là ốm uống từ hôm nào rồi? Uống từ lúc nào rồi? Họ sầu từ tốt lắm. Nói không được rồi này. Đấy, say hết rồi. Như nóng này là mấy anh đầu bếp là rất là vất vả ấy. Nóng nhờ anh nhờ. Nóng ạ. Vâng. Đây là mình mổ được bao nhiêu con lợn rồi anh? Chưa biết được đâu, sáng nay vừa xuống. À sáng nay vừa xuống à? À anh đến sau nên là không biết. Đấy, như đây là cái bếp là sẽ không bao giờ tắt này. Đấy, cứ thế mà nhóm vào. Và cái này thì gọi là đã chín từ rất là lâu rồi. Nhưng mà bà con thì là cũng không cho ra đâu. Khi nào có khách đến ấy là sẽ lấy từ đây ra để dùng luôn. Đó. Cái này thì
hôm nay đến chắc là không gian chật hẹp ấy, thì là bà con không cùng ăn một lúc nhỉ chị nhỉ, mà là đợi ăn xong rồi là dọn đi, xong là người sau mới ăn ấy. Cái giải có hai bàn và trên kia thì là một bàn uống rượu xuông. Đó. Đến lúc nào là bày lên xong là cho khách ngồi lúc đấy nhỉ. Vui, bây giờ em mới biết là đám ma của bà con người Mông ấy thì dù có già hay là trẻ thì vẫn làm như nhau hết nhỉ chị nhỉ. Đấy, vẫn làm rất là to ấy. Đấy, xe là mọi người đến khá đông này, để hết xe ở khu vực dưới này rồi. Đấy. Ở ngay mặt đường uống rượu say là cũng rất là nguy hiểm ấy, tại vì là đi qua đi lại ở đường ấy, đông xe. Tùy từng hộ gia đình thôi, nếu mà hộ gia đình nào mà khá giả thì có thể là lo làm đám. Đúng rồi, lo đúng rồi. Đám, còn là gia đình nào mà khó khăn thì là chắc là cũng chỉ mang ra đồng thôi, không vâng. Không làm lễ. Đúng rồi, cái đấy thì là tùy vào từng hộ gia đình thôi, đấy, như hộ nào mà khó khăn quá thì là cũng đưa ra đồng không thôi, đấy, còn những hộ nào mà gọi là khá giả thì là sẽ làm đám cho con là 2 đến 3 ngày, đấy, như lúc nãy vào trong nhà ấy thì chị có ngửi thấy mùi gì không? Có đúng không? Tại vì là nóng quá. Với lại là thời tiết trên này đang chắc là đến 39-40 độ á nhỉ. Cực kỳ là nóng gắt luôn. Đấy, ngày ở nhà chúng cháu không ở được vì trời nắng quá. Đấy là cũng hơi có mùi một chút rồi. Nhưng mà ngày mai vẫn để ở nhà một ngày nữa mới đưa ra. Đấy. Ngày thứ hai rồi nhỉ? Ngày thứ hai. Đấy. Ở đây là nóng quá, đuổi rất là nhiều này. Đấy, trong khu vực nấu nướng ấy là con nào con đấy to đùng luôn. Con nào con đấy to đùng à. Nhưng cái này thì bà con cũng lấy cái tổ để đậy vào rồi. Chị lấy cái mẹt này đậy vào cái này này. Đấy. Để cho con ruồi nó đỡ bay vào ấy. Ông chúa. Như những cái này là phần thịt ngon nhất ấy, thì luôn luôn là để cho những người thầy đến để thổi khen và đánh trống ấy. Đấy. Khi mà làm xong việc rồi là thầy sẽ cầm thịt đấy để đi về nhà. Đấy, những kiểu gọi là quà lễ à. Đi nhà chị nhà, đi lên trên kia một tí nha. Cái này là ở đường to luôn à. Trên này là nãy là bàn uống rượu xuông này. Giờ là cũng đơm hết thức ăn ra đây để các cô là ăn cơm uống rượu ở trên này đó. Đấy, như ở đây là có hai món đấy, một món thịt lợn là xào không này, và cái kia là nấu canh, và đây là không thể thiếu là rượu rồi. Rượu và mèn mén. Xây rượu rồi à chị? À, chưa xây à? Ai da bé. Ôi, các chị là người ở bên Đồng Văn xuống đúng không? Trời. Em đang rốt cho hai chém này ra chỉ thế cây phía dưới nhé. Vâng, được anh ạ. Hay là, ôi đây hình như là các cô các chị ở bên Đồng Văn xuống hết này. Đấy, nhìn rất là khác, với lại là mặc quần áo khác hơn ở đây một chút. Chị đi xe à? Chị lái xe. À, nếu mà lái xe thì hạn chế uống thôi chị ạ, không nên uống. Tại vì là bây giờ uống một ly thôi là cũng có rồi đấy. Có một tí thì không có nhiều. Bắt được thì bên mẹ bà phụ nữ họ thổi hết. Thổi hết đấy chị ạ. Với lại bây giờ đang cái kỳ nghỉ lễ nên là các chú là làm rất là gắt đấy. Nhưng mà để an toàn đấy, không phải là sợ các chú giao thông bắt mà là mình phải an toàn cho bản thân mình trước. An toàn và do không làm thì mình cũng mất đi vài triệu. Vâng, nên là thôi chị em nào lái xe thì không uống đấy. Chị nào mà có chồng đi cùng thì uống. Có chồng đi cùng nhưng mà là cứ đảm bảo người lái xe thì sẽ vâng. Uống. Dạ vâng. Với chị là ở chỗ nào Đồng Văn hả chị? Gần ngay thị trấn. Ngay thị trấn. Vâng. Ôi. Thế là anh em là ở tận bên Niên Tòng này. Vâng. Em gái. À, tức là em gái. Thảo nào em thấy ở đây là toàn là các cô các chú ở bên Đồng Văn nhiều. Vâng, hôm nay ra đây một đoàn. Ra một đoàn. À, thế là tối nay ở lại hay là về hả chị? Không ạ, cơm xong là về. Cơm xong là về. Vâng. Em tưởng ở lại tí vào nhà em chơi. À không ạ. À, em ở ngay bên này này. Thế à? Vâng, em cũng là người. Em là người ở dưới xuôi lên chứ. À em là người ở đây ạ. À, người ở đây ạ. Vâng. Các chị là mặc là nhìn là không phải bà con ở trong này rồi. Tại vì em thấy bà con trong này là mặc khác hơn một chút chị nhỉ. Đúng rồi, nhưng mà có một cái gọi là nhiều bước như thế này, mình đi ấy, thì mình hay mặc đồ ý. À đồ. Vâng. Nếu mà mình ở ngay đây thì bây giờ mùa hè nóng thế này mình chỉ mặc cái váy. Cái tức là những người ở xa đến là sẽ ăn diện một chút đúng vâng, không? Đúng rồi. Thường thường thì là bà con mình là đi đám cỗ này, với lại đi đám ma thì em thấy là đều diện trên mình là bộ trang phục truyền thống của người Mông mình để đi nhỉ chị nhỉ? Vâng, đúng rồi. Vâng.
Đấy, nhưng mà mặc bộ này thì thời tiết này là rất là nóng, như chị cũng vừa mới là bảo. Đấy, mình đi là khách thì mình có phải cố gắng mặc lại. Vâng. Cực kỳ nóng luôn. Nhưng mà mặc này rất là đẹp chị ạ. Em thấy bộ trang phục truyền thống của bà con người Mông mình ấy. Đấy, rất là đẹp. Nhiều màu mè. Đúng rồi, nó đa dạng. Vâng. Đấy, rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Đấy, các chị là đã xinh rồi là mặc lên là càng xinh nữa, tôn được gọi là mộc mạc của những cô gái ở trên vùng cao. Vâng. Đấy. Chị là tên là gì ạ chị? Chị Máy à? Biết đâu mình nữa chị em mình lại có duyên lại gặp nhau tiếp. Vâng. Lại biết gọi tên chứ nhỉ? Vâng. Vâng, em mong là có duyên lần sau để có gặp nhau thôi. Dạ vâng, em thì em tên là Đào. Vâng. Vâng. Chị Máy sinh năm bao nhiêu? Chị Máy 91. 91 à? Vâng. À, thế chị là nhà là có mấy cháu rồi? Nhà đã có 2 cháu. 2 cháu. Nhưng nhìn trẻ nhỉ? 91 nhìn rất là trẻ. À trẻ đâu, trẻ. Trẻ thật mà. Dạ, nửa đâu rồi. Ây da. Ba mấy? 34. 33. 33 tuổi à? Vâng. À. Nhìn vẫn còn rất là trẻ. Thế là chị vào chuẩn bị ăn cơm xong là đi về thôi chị nhỉ? Đấy, giờ này là 4 giờ chiều rồi này. Ra từ cái lúc xuất phát là 9 giờ. 9 giờ xuất phát? Vâng, đến đây là gần 11 giờ, hơn 11 giờ gì đấy. Ủa thế đi nhanh thế á? Vâng, lúc đi cũng khá nhanh, bây giờ rất là mong nhanh để đi về. Nóng lắm. Ở đây là nóng hơn ở trên kia phải không chị? Cũng như nhau thôi. Vâng. Nhưng mà chả qua là cái lúc mình ở nhà mình bỡ hết ra mình mặc thoát thoát. Nên là đỡ. Nhưng mà trên kia vẫn mát hơn ở đây một xíu đấy. Vì là trong xã chỗ em ở ấy thì nóng cực mùa hè. Vâng. Đấy như chị cũng bảo là ăn cơm xong là cũng chuẩn bị về rồi. Tại ở đây đi lên chỗ Đồng Văn ấy thì cũng cách khá là xa. Đi xe thì là lúc nữa về thì 50 cây á? Vâng. Cũng chưa nắm gió. Tầm đấy đấy chị ạ. Tầm đấy. Từ 22 cây. Mèo bà đi Đồng Văn. Đây từ đây về cây. Đây về Mèo Vạc là 38 cây. Từ đây đi Mèo Vạc. Vâng. Thế thì Mèo Vạc lại ra Đồng Văn là 22 cây. 20 cây tính cho nó 20 cây nữa. Đấy cũng hơn 50 cây một tí đấy. Vâng. Đấy chị vào ăn cơm nhỉ chị. Đấy, các chị là ngồi vào ăn cơm rồi. Vâng. Thế mời hai em vào. Dạ, vâng. Chung luôn nhỉ. Vâng thôi chị ạ. Thử một bát mèn mén. Em ăn mèn mén suốt mà. Dạ. Vâng. Em vừa mới đi làm về đi qua đây là cũng không biết là gia đình đang có chuyện gì nên là cũng ghé vào thăm gia đình một chút. Vâng. Đấy. Rồi các chị kia rất là xinh nhỉ. Chị như kiểu là diễn viên đóng một bộ phim gì đấy rất là nổi tiếng ấy nhỉ. Thật mà. Đấy, nhìn rất là xinh. Vâng. Ui. Biết đâu lại phải, chị đấy đất thật mà. À thế á? Vâng, giống mình trên này làm gì mà có cái phút đi làm giữa bia. Có chị ạ, có. Đóng phim Mông ấy. Đúng rồi, đóng phim Mông ấy. Mà ở trên này mình không có kinh tế để mình đóng phim ấy. Chị kia nhìn rất là quen, như kiểu là đã từng xuất hiện ở trong bộ phim nào ấy thật đấy. Đấy. Rất là, thì kiểu là thi thoảng mình lại nhìn thấy một người quen phải không chị? Quen giống người này ấy. Vâng. Nên là rất là hiến gặp. Vâng, đây chị vào ăn cơm với chị. Các chị, vâng. Các cô là đang vào ăn cơm để chuẩn bị về rồi. Đấy, chị cũng vào ăn cơm đi. Đấy, như đây là mâm cơm của các chị nãy thì cháu Đào cũng có chia sẻ qua rồi. Đấy, hôm nay vào thăm gia đình ấy thì cháu Đào cũng chưa kịp gặp được bố mẹ của em bé. Tại vì là trong lúc tăng gia bối rối thì mọi người cũng gọi là rất là bận rộn và say rượu hết rồi. Đấy, khi bước vào nhà thì là cũng chưa biết ai là chủ nhà và như nào, chỉ thấy toàn các chú là uống rượu say thôi, để ra nói chuyện cùng thôi. Các chị mặc đẹp nhỉ? Đẹp. Chị cho em hỏi một chút, như bộ quần áo của chị đang mặc là có đắt không chị? Áo là 50.000. Áo 50.000. À thế còn cái khăn à? Cái khăn cũng 50. Khăn hai 50. Cái là 100. À chị đang đội hai cái à? À một cái màu hồng ở bên trong đúng không? Vâng. Thế còn cái yếm với lại cái váy à? Cái váy là 202. Cái yếm là 202 ạ. À ui nhưng mà đẹp nhỉ, thật sự là rất là đẹp. Thế hôm nay là rất đẹp. Giản dị rất đẹp thật. Mà có những bộ rất là nhìn cũng chẳng ra gì nhưng mà rất đắt. À rất đắt à? Bộ quần áo trang phục người Mông mình đắt nhất là bao tiền à chị? Tầm 1 triệu rưỡi 2 triệu gì đấy đâu. À 1 triệu rưỡi 2 triệu. Vâng. Nhưng mà đẹp nhỉ. Anh chị này là nói chung là chị nào cũng đẹp đấy. Đó. Còn cái này là gọi là trang phục của hiện đại rồi phải không chị? Tất cả các bộ này đều là của hiện đại. Thế á, em tưởng bộ của chị là bộ truyền thống mà, cái áo ấy đúng không? À không phải đâu ạ. À không phải á? Hiện đại hết thôi. À hiện đại hết rồi. Cái bộ truyền thống bây giờ mình truyền thống là toàn mình màu ra đen như thế này nên là mình không mặc đâu. À. Vâng.
Nếu mà bộ truyền thống thì chắc em nghĩ là đắt đấy nhỉ? Vâng, đấy là mới là bộ đắt. À, bộ đắt nhất đúng không? Bộ truyền thống thì theo như cháu Đào là sẽ là thấy là sẽ là cái khăn màu đen và cái áo màu trắng, cái váy cũng là màu đen. Đó, và cái khăn ở đằng trước ấy, cái yếm ấy là sẽ không có hoa văn mà nó chỉ đen nhám xuống thôi, nhớ chị nhá. Đấy, tại vì là cháu Đào cũng sống cùng bà con người Mông từ lúc vừa mới lọt lòng rồi nên là cũng biết khá về cuộc sống bà con cũng như là trang phục ở trên này. Đó, đây là cái chén rượu nhìn chị rót ra là đã say rồi này. Các chị ở đây chắc uống rượu được lắm á nhỉ chị mấy nhỉ? Dạ, cũng uống được đủ để phê. À, đừng để phê à? Với đây là mâm các chị các cô ở bên Đồng Văn rồi này, sẽ cùng nhau ngồi một mâm ăn rồi là lúc xong ấy là về là cùng nhau đợi nhau về ấy. Đấy, trên này là cũng chưa đủ người hay sao ấy đúng không? Vừa 5 người à. Nên là các còn đợi người. À, vẫn còn đợi người. Không có chỗ ngồi nên là phải ngồi ngoài đường. Đúng không? Nắng chói vào luôn. Bây giờ còn chiều rồi, lúc mà đến 12 giờ trưa mà đến ấy nhỉ, ăn cơm ở ngoài nắng ấy thì là gọi là nắng gắt. Bây giờ là chiều là nắng cũng dịu hơn rồi. Vâng, em chào các chị nhá. Vâng, chúc các chị ăn ngon miệng ạ. Vâng, dạ. Đấy, các chị là đang chuẩn bị ăn cơm rồi. Đấy, đây là hai mâm cơm của các chị em con gái là sẽ tự ngồi ở trên này. Và dưới kia là các mâm của các anh con trai. Đấy, ở ngay mặt đường quốc lộ đi lại ấy. Đó. Đi nhà chị em mình lại tiếp tục là xuôi ngược về nhà thôi. Đấy, cứ đi thẳng đường này là về đến nhà chỗ cháu Đào đang ở và làm việc các bác ạ. Đông xe đi lại lắm mấy hôm nay ấy. Đấy nên là đi ra đường là uống rượu này là rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Bà con ở đây là toàn mua củi này chị Sinh. Ở đây bà con là toàn đồi nương này, cũng không biết lấy củi ở đâu ấy, nên là hầu như là toàn mua, nhà nào cũng mua này. Mà em thấy là bảo là mua một xe củi này là cũng đắt tiền phết đấy. Mình thì chưa mua bao giờ, không biết là như nào, nhưng mà hỏi bà con người Mông bảo là đắt. Đấy, cũng đắt. Như người Mông ở đây còn phải mua củi nữa. Đúng rồi, còn mua củi. Người Mông mà ở trong thôn bản ấy thì bà con toàn tận dụng những cây ngô này. Đúng rồi, cây ngô. Cây ngô này, cây cỏ. Nhưng mà ở đây em lại thấy bà con người Mông ít dùng cây ngô, toàn dùng cái cây củi mà mua ấy. Như mình là mình không phải mua là may mắn lắm rồi. Mình khác có tự có khác có rừng nên là mình đi chặt về. Cho bà. Bà ăn cơm chứ hả bà? Nó mỏ là phòng. Ô bà đi ăn cơm đi, mọi người đi ăn cơm kìa. Ô mù nó mỏ đấy là nó mỏ rồi ô. Lần nó lần. Lần nó lần. Nhớ từ lo. Bỏ nhớ bỏ không sau ni xưa. Ở nhớ sau ni xưa lo. À, bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Ô hắn tao sông là à po. Cao chào pé. Cho chọc phết rồi. Bà là không còn cái răng nào rồi, chứ mà còn nia lơ. Còn nia phức tạp lơ. Còn nia phức tạp rồi. Vâng. Thế bà đi ăn cơm đi, mọi người đi ăn cơm đấy bà. Muốn nó mò xài lơ bò. Mình chỉ chờ mà. Vâng. Nó là mẫu thì chỉ chờ là nó là vâng. Đấy, bà đang ngồi ngoài này chơi cùng cháu cũng bảo là chưa ăn cơm. Đấy, bà bảo bà người ở đây thì ăn lúc nào cũng được thôi. Đấy, người ở xa khách đến ấy thì ăn trước rồi là về sớm. Đó. Đấy, em bé này. Đẹp trai quá. Rồi, xe nha chị nha. Như em bé đang làm đám này này, chắc cũng tầm bằng thằng này thôi nhỉ. Vâng. Không, em bé này lớn hơn đấy, 9 tháng mà. Đấy, 9 tháng thì là cũng còn là rất là nhỏ thôi. Đấy các bác, ngày hôm nay thì có lẽ là nội dung này thì cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Hôm nay thì trên đường đi làm thì cháu Đào cũng thấy thì cũng chia sẻ lại để cho các bác xem thôi. Còn có lẽ là cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.